Hôm nay đi câu cá nha quý vị và các bạn. Ông Bảy mình sẽ dắt mình đi câu cá chung một số đồng bọn của mình đó. Đây là cái đoạn đường mình đi ra đồng mình câu cá nha quý vị và các bạn. Hôm nay đi câu cá với được ông Bảy dắt đi câu cá. Đi chung với đồng bọn của mình, đây là hai cây cần câu. Bắt đầu hôm nay mình đi câu cá nha. Cái ao sen đó nha quý vị và các bạn. Bây giờ các chỗ này luôn, chỗ nào mình câu cũng được hết. Dắt cần câu ra đồng câu cá. Mình tay mình vui không? Bắt đầu mình câu cái chỗ cái ao sen này nha quý vị và các bạn. Câu con tự mất mồi, tay con tại sao cam. Con câu thì cũng con đi, cho con cầm câu. Giờ hẹn. Bẻ mồi coi. Nhắc hai nhắc đi. Không, nó móc không nhắc. Bắt đầu mình sẽ móc mồi nha quý vị và các bạn. Rồi rồi. Nhắc hai đi. Rồi, tao. Rồi, móc mồi vô câu con cá. Nó móc cái đầu kia á, thấy rồi nó nghe gì khu cọp. Mình móc mồi 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 dung nghe mấy gì, còn gọi là mồi chung á. Chung này ai đào á? Bảo. Bảo ạ. Bảo bự. Nó đợi nó đi. Nó luôn cái ngay. Hôm nay mất coi. Khá máu thì gì. Hết luôn rồi. Không ngồi luôn trong bẫy luôn. Bẫy chơi đi, bẫy. Nhéo nhéo rồi. Nhéo nhéo đi, đừng có mất luôn. Câu kìa đó. Nhéo cái nữa rồi xong. Hết luôn không? Gớm máu. Ăn luôn. Rồi, buông luôn. Đi ăn á, ăn dưa. Đấy đó. Đấy, móc phim ngoài. Ừ, móc phim ngoài nó đi. Rồi, móc mồi nha quý vị các bạn. Rồi, ok. Chị hướng câu đi nha. Mà hướng này qua không. Bắt đầu phải chuẩn bị đi câu cá nha quý vị và các bạn. Đây, bây giờ đồng bọn mình cùng nhau câu cá nha quý vị và các bạn. Ăn không? Đâu. Nó ăn hái diện bãi ruột nữa không mồi à? Đâu? Phải không? Thấy đâu? Rồi quay đâu kìa. Chả muốn chết à. Ừ. Mình cùng đồng bọn mình đi câu cá trên hầm sen này nha quý vị và các bạn. Không
có không, nó ăn hay vậy. Cái sạc nhiều ha, có cái gô phi là nó gã ăn liền à, ngay nó ăn à. Rồi, đồng bọn mình đang câu ngư gì vậy các bạn? Cái giờ cái nào? Dính rồi. Ồ, dính được con cá quý vị ơi. Ôi. Dính được con cá rồi. Cá này hơi nhỏ hơn ba con cá kia nha quý vị và các bạn. Dính được thêm con. Rồi bỏ đâu, bỏ vô thùng đi. Dạ. Lắm ơi. Một con rồi. Hôm nay mình đi ra ngoài đồng, mình gặp ông chú này đang câu cá quý vị các bạn, ông anh chứ. Là hiện bây giờ là ảnh đang giật dính được hai con cá quá bự quý vị và các bạn ơi. Đây, hiện giờ là dính được hai con cá rô phi chà bá lửa luôn nè quý vị và các bạn. À, giật hai cá dính hai con. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cùng ảnh coi coi ảnh câu cá như thế nào. Cái này thường thường có câu hoài mà anh, hay là lâu lâu mới đi câu là? Cảnh đi câu ha, cũng dính liền liền vậy đó ha. Có khi nào dính cả chục hai chục con không? Cũng bự vậy đó ha. Bây giờ là đang vô dính ha. Qua đã, cái này mình câu ăn chứ mình đâu có bán đâu không? Tại vì mình chuẩn bị mình ra đây mình làm con gà. Rồi mình thấy ảnh câu hay quá, mình ghé coi ảnh câu luôn nha quý vị và các bạn. Dính hai con cá rô phi quá bự rồi. Nó sộn sộn kìa. Hai bẻo. Dạ, cái tiền kiểu này dạ. Câu cá rô phi vừa nướng. Câu cá rô phi. Rô phi em vừa ăn. Anh ở đâu xuống đây không? Ở bên Mỹ anh chả nè. Mỹ bán ha. Ừ, bên Mỹ. Hai con. Chỉ dưới này thì chắc dính rô phi không chứ đâu dính gì đâu phải không? Rô phi cách chơi được mà. Trong lúc mình đi nướng hai con gà thì mình đã thấy ảnh này quý vị. Nướng con gà. Đây. Rô phi cá chê nữa hả? Dính cá chê nữa hả? Có khi nào mình câu dính cá chê cả ký không? Ký thực thượng gì? Câu cá giật đã thôi luôn đó nghe quý vị, giật đã tài, cá quá bự, giật đã tài. À. Cá bự là nó chín, nó khôn. Mình sao mà mình không bỏ chỗ khác mà mình bỏ chỗ đó nó lợi. Không biết đâu bây giờ bỏ thí đó. Vậy ha.
thấy ngoài quẩn 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 nó thấy là nó lại ha. Một lỗ đó là được hai con cá nãy rồi đó ha. Câu này rồi đi câu đâu nữa không? Câu đây đó, hai ba con là đủ ăn nghỉ. Đủ ăn là nghỉ ha. Câu kiếm ăn thôi ha. Kiếm ăn, kiếm ăn chắc. Thì ngày cũng đi câu cũng kiếm hai ba con vậy là khỏe đó ha. Hai ba con thì mấy con. Bữa nào không sớm sớm câu. Còn sớm sớm nó dính nhiều hơn hả? Câu cá nha quý vị. Chục con mười mấy con cá bành bành vậy không? Chục con là có trên 5kg rồi. Con nó từ nữa đi. 5kg cá. Rất dễ kiếm ăn miền quê. Dễ ăn hả? Chịu khó xíu đi, đi kiếm là có ăn hả? Ăn hả vậy? Chừng nào nó ăn quý vị cái con câu cá này, câu cá rất là như Khương Tử Nha. Cầu sen nè. Đây qua bệnh. Câu bên kia mình câu xuôi nước nó dễ dính hơn hả? Đầu cơ ngay nó là nó ăn. Khoan nha, bắt đầu là cá nó đang ăn nghe quý vị, bắt đầu ảnh chuẩn bị bắt đầu ảnh giật nè. Dính con cá quá bự quý vị ơi. Đây, đây dính con cá quá bự. Quá đã con cá gô phi luôn nè quý vị nhìn nè. Nó thấy cảnh trong quê mình dễ sống không? Con này là con thứ ba nha. Nè, anh cầm em chụp chụp tấm hình cái. Đây. Đây. Cầm cái nhựa dây thôi. Cầm nhựa dây vậy đó. Quá thấy mặt luôn, thấy mặt luôn, thấy mặt luôn. Anh đứng vậy đi. Thấy mặt luôn nha. Nó ở quê mình là câu cá là đã vậy đó nghe quý vị, của cá gỗ phi rất là bự rồi đã không, bắt đầu anh sẽ đem lại anh bỏ vào thùng giật một cái đã tay luôn nghe quý vị và các bạn. Con cá gỗ phi một con này nữa là được ba con hả anh? Ba con à không? Sướng không? Công nhận sướng tay á, giật mình còn có cảm giác sướng tay không chứ không? Sướng tay. Đó, sướng tay luôn đó. Nè, bắt đầu tháo ra. Ồ, wow, cá rô phi ba con. Nó, quý vị thấy không? Con này bự hết. Con đó bự hết nè. Đó. Ba con, giật sướng tay luôn đó. Mình còn có cảm giác sướng tay mà phải nãy mình ấy mình giật ngon á. Quá đã rồi. Để cho anh giật. Quá vậy quý vị à các bạn ơi. Rồi mình móc mồi vô mình tiếp tục mình câu tiếp nghe quý vị. Chưa nhậu nhau. Chưa, bây giờ là đang làm mồi hả? Đó. Có cao không mà giật con nào con nấy bành bành không nghe quý vị. Chớ vô phi. Đó, dính được ba con rồi. Đó. Đã không? Bây giờ mình tiếp tục đi coi ảnh câu cá, đi câu cá tiếp với ảnh nha quý vị và các bạn. Mồi đơn giản thôi, chỉ cần vài con trùng là câu được vài con cá là có bữa ăn rồi nha quý vị và các bạn. Mồi không có gì gọi là
mọi gì cao sơn mới vậy, nhưng mà cá lồng ăn rất là ngon, tự mình kiếm nữa, cá tư luôn. Rồi tiếp tục thả câu xuống câu tép. Cá đã luôn ha, đã tài. Bởi vậy đi câu cá là thích có nhiều đó đúng không? Liệt đã lắm. Ăn nữa hay vậy? Liệt dây liền ha. Có con phi giật dễ dính ha. Chịu ăn. Xin chào quý vị các bạn nha. Đã, bây giờ mình cùng với các đồng bọn của mình câu được một mớ cá rô phi rồi. Bây giờ mình sẽ đem vô, mình sẽ nấu canh chua. Và cái video của mình là đi câu cá đã hết rồi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn, nhớ ủng hộ, subscribe và chia sẻ kênh Thái An Giang quý vị và các bạn. Bye bye, xin tạm biệt.